phút. Rồi chúng ta sẽ bắt tay vào làm nhé. Mọi người gập giúp mình từ giấy A4 này thành 3 phần bằng nhau. Mọi người gặp tôi lại. Sau đó mình sẽ dùng bút và vẽ hình tròn lên đây. Vì được những hình tròn như thế này rồi, chúng mình sẽ gấp thành 4 phần, gấp đôi lại. Sau đó mình sẽ sử dụng băng dính hoặc hồ keo để dán vào cho mọi người.
đó mình sẽ sử dụng mà hộp keo mà dán lại. Sau đó mình sẽ cắt một hình tròn như kiểu mọng nến nhé. Sẽ cắm vào chính giữa đây. Như vậy là ngọn nến của mình đã hoàn thành xong. Nếu như mọi người cảm thấy video này hay và có ích, hãy để lại cho mình một like, share và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.